Nhậm Gia Luân từng chia sẻ anh cảnh cáo những ai dám bôi xấu danh dự, nhân phẩm hay động chạm bất kỳ điều gì đến gia đình của mình. Điều đó khiến khán giả càng yêu mến anh chàng nhiều hơn. Việc công khai tình cảm của Lam Thần Cẩm Y Chí Hạn lúc mới bắt đầu nổi là điều mà không phải sao hoa ngữ nào cũng dám làm, nhất là đối với đời tư của các nghệ sĩ. Bằng nhân phẩm và sự cố gắng không ngừng nghỉ, Nhậm Gia Luân đã chứng minh với giới nghệ sĩ rằng dù lỡ muộn nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Có nhiều tin đồn cho rằng bạn gái 5 năm của Nhậm Gia Luân là Nhiếp Hoan đã kết hôn từ năm 2014, chồng cũ là người ngoài ngành, còn Nhậm Gia Luân là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Phía công ty quản lý của Nhậm Gia Luân đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ tin đồn, yêu cầu người đã tung tin đồn phải công khai xin lỗi và chịu trách nhiệm khi xâm hại quyền lợi công dân. Ngoài ra, công ty cũng công khai giấy đăng ký kết hôn của Nhậm Gia Luân và Nhiếp Hoan từ năm 2016, cũng cho thấy rằng từ năm 2010 đến năm 2014, Nhiếp Hoan không đăng ký kết hôn hay ly hôn với bất cứ ai. Nhậm Gia Luân cũng chia sẻ kèm lời nhắn trên Weibo: "Thanh gia tự thành, chính nghĩa không ngủ, đợi pháp luật đưa ra quyết định công bằng liêm chính nhất." Vào ngày 2 tháng 2 năm 2018, Nhậm Gia Luân thông báo vợ anh là Nhiếp Hoan đã sinh quý tử đầu lòng. Thời điểm đó, nhiều người không biết cặp đôi đã đăng ký kết hôn nên cho rằng cả hai ăn cơm chưa kẻng. Hai người đã kết hôn vào năm 2016. Nam diễn viên được biết đến với các tác phẩm như Đại đường vinh diệu, Truy tìm ký ức, Thông thiên địch nhân kiệt. Khi sự nghiệp đang phát triển, Nhậm Gia Luân thông báo đã có bạn gái hẹn hò được 5 năm. Trước đó vào năm 2017, khi bộ phim Đại đường vinh diệu lên sóng, chàng Quảng Bình Vương Lý Thục do Nhậm Gia Luân đảm nhận nhân vật chính cũng được đông đảo khán giả yêu mến và biết đến khi lần đầu anh chàng kết hợp với mỹ nữ đệ nhất Bắc Kinh Cảnh Điềm. Sau bao nhiêu nỗ lực, thế nhưng khi sự nghiệp bắt đầu có chút tiến triển, anh chàng quyết định công khai chuyện tình cảm. Vào tháng 3 năm 2017, trên trang cá nhân của mình, Nhậm Gia Luân đã đăng tải hình ảnh nắm tay một cô gái, và đó cũng là bà xã của anh hiện tại bây giờ. Nhậm Gia Luân chia sẻ, anh và em quen nhau vào một ngày nắng đẹp, thấm thoát mới đó đã 5 năm rồi. Tương lai mỗi một mùa xuân, hạ, thu, đông, anh đều bằng lòng ở bên em. Thậm chí ở dưới phần bình luận, anh chàng cũng có những dòng tâm sự khiến khán giả phải ghen tị. Anh cho hay, hy vọng mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi, cô ấy thật lương thiện, tấm lòng tốt. Chúng tôi chỉ muốn sống bên nhau qua những tháng ngày ảm đạm, không lời ra tiếng vào của thiên hạ, hãy tránh xa những điều bịa đặt. Lời tỏ tình công khai của anh chàng chính thức thông báo cả hai đã nên duyên. Không lâu sau đó, anh chàng còn công khai lên chức bố trên trang cá nhân. Từ một nam thần trong lòng hàng triệu fan girl, anh chàng trở thành người đàn ông có gia đình, khiến nhiều cô gái sụp đổ. Thời điểm đó, nhiều fan hâm mộ quay lưng với anh chàng, công ty quản lý cũng vì thế mà chèn ép Nhậm Gia Luân. Thế nhưng không vì vậy mà anh lùi bước, dù bị chèn ép là thế, người ta vẫn thấy anh chàng nỗ lực hết mình trên con đường nghệ thuật. Anh chàng đã từng khiến người hâm mộ thương xót, khi anh chàng phải tự lo liệu, đến cả việc quảng bá phim, anh chàng cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ của một ai, tự đăng trên trang cá nhân của mình. Đầu năm 2020, bộ phim Cẩm Y Chi Hạ ra mắt khán giả và nhận được sự thành công vang dội trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong phim, cặp đôi lục dịch Nhậm Gia Luân và Viên Kim Hạ Đàm Tùng Vận đã trải qua một hành trình phá án đầy gian nan hiểm nguy, nhận lại một cái kết đẹp đầy mong đợi của khán giả. Ban đầu với số kinh phí ít ỏi, kỹ xảo ba xu, thế nhưng chính phản ứng hóa học của cặp đôi Đàm Tùng Vận, Nhậm Gia Luân và cả diễn xuất tuyệt vời của cả hai, Cẩm Y Chi Hạ đã làm nên thành tích đáng nể. Chính vì vậy, một lần nữa Nhậm Gia Luân nhận về nhiều sự yêu mến của khán giả. Anh chàng trở lại vô cùng mạnh mẽ và thuyết phục bởi chính tài năng của anh mà không phải một yếu tố gì khác. Không chỉ vậy, Nhậm Gia Luân còn được đánh giá cao bởi đạo diễn làm việc cùng anh, khi chính anh là người không cần dùng tới diễn viên đóng thế trong những cảnh quay nguy hiểm. Tất cả những anh đều tự thân vận động, thực hiện cảnh quay đúng người đúng nhân vật. Điều đó khiến cộng đồng mạng càng khâm phục sự nỗ lực của bản thân chàng Cẩm Y Vệ. Sự nghiệp lên như diều dù nở khá muộn, tuy nhiên với hàng loạt tác phẩm đang chờ đợi trước mắt, chắc chắn chàng lục dịch sẽ làm được nhiều hơn thế. Hiện tại, Nhậm Gia Luân đang tham gia vai diễn cổ tổng trong bộ phim thể loại ngôn tình về chủ đề tổng tài bá đạo và được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Kết hợp với anh là bạn gái quốc dân Hình Phi, cả hai đã tạo ra được một màn phản ứng hóa học tuyệt vời và nhận được vô vàn bình luận tích cực ở 12 tập đầu lên sóng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.